Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia sáng ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương tại thành phố Melbourne, Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Chúc mừng Campuchia tổ chức thành công bầu cử Thượng viện khóa 5. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng kết quả của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia tại Campuchia. Thủ tướng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chủ tịch Samdech Techo Hun Sen và lãnh đạo cấp cao CPP và trân trọng truyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến Quốc vương Norodom Sihamoni và Samdech Techo Hun Sen. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua phát triển ổn định. Lãnh đạo hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Hai thủ tướng nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác, tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế hiện có về quốc phòng an ninh, nỗ lực giải quyết khoảng 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. Thủ tướng Hun Manet nhất trí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia. Đề nghị tăng thêm tần suất các chuyến bay giữa hai nước nhằm tăng cường du lịch và kết nối giao thương. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa hai nước cũng như với Lào và Thái Lan để kết nối giao thông, kết nối du lịch, khai thác tiềm năng du lịch của các nước. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thờ Mây đang đến gần, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Thủ tướng Hun Manet, lãnh đạo cấp cao và người dân Campuchia đón Tết vui vẻ và hạnh phúc. Tối ngày 5 tháng 3 tại quảng trường 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Thắm mãi tình quân dân. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình. Chương trình giao lưu nghệ thuật Thắm mãi tình quân dân nằm trong khuôn khổ các hoạt động về nguồn phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của cán bộ, hội viên phụ nữ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Các hoạt động được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình giao lưu nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện tình cảm sâu đậm thấm đẫm tình yêu phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên, mảnh đất anh hùng. Xen lẫn các tiết mục văn nghệ là giao lưu với các chiến sĩ Điện Biên và vợ chiến sĩ Điện Biên. Các nhân vật đã cùng nhau chia sẻ những ký ức về sự kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã trao tặng 50 suất quà tới các cựu chiến binh Điện Biên và vợ chiến sĩ Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 222 ngày 5 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ cũng phân công các cơ quan chủ trì khẩn trương soạn thảo, xây dựng 16 văn bản quy định chi tiết luật đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và ban hành trong tháng 5 năm 2024, đồng thời tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành luật đất đai. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan, xây dựng đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác, theo thông báo số 3270 của Tổng thư ký Quốc hội trước ngày 10 tháng 3 năm 2024.